Hôm nay Sumago đến thăm cái trang trại của chú trong cái đây là cái địa chỉ đâu em? Em ở Bình Giang, Bình Sơn, Lục Nam, Bắc Giang. À, Bình Giang, Bình Sơn, Lục Vâng. Nam, Bắc Giang. Vâng. Tổng cái vườn này của chú là có bao nhiêu cây cái bưởi như cái bưởi bưởi này, mình sản xuất bưởi này khoảng bao cây như này? Cây bưởi như cây này, bưởi tạo hình này thì bọn Ừ. em chỉ làm chọn thôi. À thế à? Như cây này là em xác định cho lên chậu Ừ. chơi Tết, thế này em làm khoảng gần 60 khuôn. À gần 60 60 khuôn. khuôn tạo hình Tổng này. cái diện tích vườn này là có bao nhiêu, chú có bao Tổng nhiêu cây? cái diện tích này em có khoảng 300, gần 300 cây bưởi như này. 300 cây bưởi. Trồng Nó hơi tương dày. đương với khoảng độ hecta hơn hecta. Năm nay cái hướng mà để anh thấy là chú có nhiều cái đột phá trong cái sản xuất. Mà cụ thể đây là cái bưởi tạo khuôn này thì đây là mục đích là để phục vụ bà con vào cái dịp nào đấy? Em cứ bán ngày rằm Ngày mùng rằm. 1, Ngày cứ rằm mùng khách 1. ví dụ từ tháng 7 tháng 8 rồi đi là vừa rồi loạt vừa rồi em bán gần 100 khuôn rồi đấy. À thế. Thế để được vào cái khuôn như thế này thì cái tiêu chuẩn của cái cây bưởi thì mình phải chăm thế nào? Mình chăm làm sao nhìn cái quả nó mỡ, nó bóng À mà nó mỡ nó khỏe, bóng. cây như này anh nhìn nó phát triển được đều, Ừ. mình chọn mình nhìn là mình biết. Ừ. Như em thì em cũng mới làm 4-5 năm nay thôi, À thế thế à? mà kỹ thuật mình làm thì mình cũng nắm bắt được rồi. À thế. Thế Đó. về cái phân bón thì chú đầu tư những cái phân gì từ đầu năm đến giờ mà để được cái cây nó khỏe, nó chắc lá như thế này? Phần của em thì một phần là trên trên lá thì em cũng phun Sumagol rồi đấy, phun được À, hai đợt, hai đợt đợt Sumago. mua của anh về là phun được hai đợt tổng vườn. À Nhưng mà thế. bên dưới thì em cũng chỉ dùng phân hữu cơ mới lại cũng cho một ít hóa học À thế. từ đầu năm cuối Ừ. năm khoảng 2-3 lạng hóa học. À thế. Vâng. À, đấy là về cái chăm bón cây. Đấy, Vâng. cơ bản là mình đi theo cái hướng hữu cơ là chính, phải Vâng, đa phần là phải không? thế, Ừ. tiết Thế kiệm. còn về cái khuôn này thì chú khi nào thì mình đưa cái khuôn này vào? Khuôn thì tầm tháng 3 bắt đầu quả nó bằng trứng gà, trứng ngỗng một chút. À, bằng cái cốc uống nước đấy. Vâng, đấy, Vâng. cứ bằng cái cốc nước nó tùy khuôn. Ví dụ cái Ừ. khuôn nhỏ như này thì mình nên cho sớm, À. sợ quả nó phát triển nhanh, với mình làm số lượng nhiều mình phải làm trước. À thế. Thế là cứ đưa vào đây là một bên là chữ Tài. lộc, thế chữ tài. Vâng. À, tài một bên, lộc một bên. Vâng. Đúng không? Rất đẹp. Đấy, Hình tháng thức 3, tháng thì 4. Đấy. chắc là ai cũng thích thôi. Ừ. Mình làm ra cái sản phẩm như này thì Ừ. nó Thế thì cũng năm ngoái như chú đang bán ở trên thị trường là bao nhiêu tiền một một như cái quả? mẫu này là năm ngoái nếu Ừ. bán sỉ ra cho sỉ thì tầm 160-180, À, nếu trăm bán sáu. lẻ thì tầm 200. Ừ. Hàng thì bọn em làm đây căng quá vỡ này. À, tức là những cái quả nào mà nó lớn Đáng nhanh tính quá. ra là nếu mà thời điểm mà cắt được cứ chớm đầy phát cắt là đẹp nhất. À, thế Nếu à? để từ giờ đến Tết nó dài thời gian những quả nó sẽ to quá, Ừ. tỷ lệ nó vỡ sẽ chiếm độ khoảng 5-7%. À, vậy thì mình làm theo cái hướng là sẽ phục vụ theo cái Đấy. thị trường tuần rằm mùng Tuần 1 rằm mùng 1. của các tháng nếu như Vâng, người ta có nhu cứ cầu. ai Vâng. có nhu cầu là lên Ừ. đường thôi. Đấy, nếu thế đây là một cái cách tiếp cận mới. Vâng. Ừ, rồi. Anh thấy có một cái hay nữa thế này. Chú lại khi mà cái vườn thì rất sai. Đấy, Vâng. vườn quả rất sai, rất to thế nhưng mà mình lại 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 tạo được ra cái đợt lộc của cuối thu này. Thế thì Vâng. mình chăm như thế nào để được ra cái đợt lộc này để phát triển quả nay mai? Đợt lọc này thì em xác định là nếu mà để cho ra thì mình bấm đi, Ừ. mình bấm hết cái tầng mình cần ra lọc đi, sau đó À. mình phun đánh kích lọc. À. Kích lọc thì bên dưới mình chỉ cho một tí phân hóa học À. tưới ẩm là nó Ừ. sẽ phụt thôi. Mục tiêu của cái lọc này để làm gì đây chú? Thì xác định là năm tới là sẽ bắt quả tới những cái này nó cũng khỏe, mà bộ À lá nó cũng không đấy. bị rụng nhiều như cái hàng mà mình đã nuôi từ đầu năm Đúng rồi, rồi, rồi. đấy, Đấy, chú là một trong những người thì mà nó có giữ thể được. nói là rất chi là am hiểu về cái kỹ thuật cây trồng. Còn Đó là mục tiêu là khi cái quả nó lớn mà mình lại muốn cái đất độc để ra để chính là cái cành để mẹ mình của vụ giữ sang sau năm này đấy, đúng bắt không? bắt quả năm tới đấy. Đấy, đây là một trong những cái giải pháp rất hay trong cái sản xuất gọi là cái đây là bưởi diễn, đúng Vâng, cái không? này là bưởi diễn cựu, tất Ừ. cả Ồ. vườn này là của em là bưởi diễn hết. Ok, anh còn thấy chú có cái bưởi đỏ nữa. Bưởi đỏ của em ở bên này. Thì mình sẽ ra cái vườn đấy mình xem Vâng. chú sẽ có cái hướng thế nào nhỉ. Thế là tổng đây là cái giống bưởi đỏ mới. Đỏ của em là gọi là bưởi của Đông Cao. Bưởi đỏ Đông Cao. Vâng, bưởi À. Đông Cao của ông Ừ, Phương ấy. anh sẽ bóc một quả nhé. Chú ghép được cái vườn này được mấy năm rồi đấy? Vườn này của em mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Gốc 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 chiết ra ở nhà nó có một cây gốc mẹ. Ừ. Cây gốc mẹ Thế trước thì là để mua ở miền Nam. chăm cái bưởi này nó có khác so với lại cái bưởi diễn hay là cái bưởi khác của mình đây không? Cho ăn đậy hơn. À, cho ăn đẫy Mà hơn. chăm phun độc lá phải Ừ. nói chung là cũng đầu tư để ý hơn, bởi vì nó giá trị hơn mà. À. Nên là mình làm ví dụ như mình Ừ. làm cái bưởi diễn một thì cái này phải ba. À.
chất lượng của nó thì ăn thời điểm này thì rôn rốt ngon lắm. À thế à? Tí về em bổ cho anh ăn thử. À, thế là mình đã được ăn được rồi á? Vâng, hàng này bắt đầu ăn từ bây giờ đến tháng 10 là ăn nó không chất lượng. Riêng vỏ chỉ nhẹ, vẽ bùa không bao giờ phải nghĩ. À, nó dày lá. Nó dày lá, nó chắc lá. Nó khỏe cây nữa. Thế đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là về cái bưởi này thì nó có cái khác gì cái chuyện thụ phấn như là cái bưởi diễn? Loại này hoa khỏe lắm. Hoa khỏe lắm à? Hoa nó lại trúc xuống cái này nên là lá nó lại ở đấy. Dưới tầm. Nên là lá nó phủ trên mặt nên nếu mà anh để mà thụ phấn được thì nó mất nhiều công bọn em làm. Nên là cứ tự, phải không? Cứ phun đủ dinh dưỡng là nó khỏe hoa là mới quan trọng cái thời điểm dính không dính mưa nhiều. Thế thì em toàn cho ra hoa trước cái thời điểm mưa phùn tháng riêng. À thế à? Thế thì ra trước Tết. Vâng, em đánh trong vòng tháng 12 hoặc rằm tháng 1 đổ lại thôi. À, chứ tức là chậm quá là sang tháng 2. Tức là chú phải ủ hoa, mình vẫn phải thực hiện cái quy trình ủ hoa. Đúng rồi. À, tức là trước Tết là phải hoa. Trong tháng 12 là em đánh ủ hoa hết. Ừ. Mình dùng cái hoạt chất gì để em nói chung vẫn là dùng cái hàng chuyên môn là Lân 86 mới lại Cani cao. À, gọi là MKP. Để mình giữ lọc. Trên mình phun hãm lọc. Còn đánh MKB hoặc đánh Lân 86. Đấy là cái dòng ủ hoa tốt nhất. Ủ hoa tốt nhất đối với cái bưởi, phải không? Vâng. Đấy. Thế thì còn về cái dòng này thì chú có tạo hình tạo khuôn không? Này cũng có nhưng mà em chỉ tạo một phần thôi. À thế à? Chứ không dám tạo nhiều bởi vì cái giá trị bán nó cao. Nên là chỉ có một phần khách đặt thì tỷ lệ mà muốn lấy bưởi đỏ này thì em mới dám làm số lượng một vài nghìn chứ còn 500-700 quả này em lúc nào cũng có. Anh chia sẻ hỏi chú một chút là để được cái mẫu mã đẹp như này thì trước khi đưa vào khuôn, đưa vào cái vỏ bọc này, chú có phải xử lý cái sâu bệnh như nào mà để cho nó yên tâm không? Trước 10 ngày hoặc 5 ngày để mình bọc thì em đánh nhện, đánh tất cả các dòng lấm bệnh, phun Zilumin là được. Ok. Còn nếu mà về nhện này, về vẽ bùa các thứ thì mình phòng ngay từ nhỏ rồi. Nếu mà để đến lúc nó bị vẽ của em không làm gì được luôn. Cũng một phần cũng sẽ có tỷ lệ bị. Mình phun nó đúng cái thời điểm, ví dụ nó mưa nó không phòng được ấy. Nên năm nay của em nó cũng vẫn có tỷ lệ dính. Thế cái dòng bưởi đỏ này của chú đây hiện nay là áng chừng năm nay là khoảng bao nhiêu quả? Bao nhiêu bạn? Năm nay của em ít thôi, năm nay mất mùa được nghìn hơn nghìn. À, hơn nghìn quả đẹp như thế này. Vâng. Đấy, loại này gọi là loại 1 đấy, một đúng không? Rồi. Như này khoảng độ một tháng nữa là nó đỏ rực lên, đúng không? Nó cũng phải tập tháng 11 đổ ra. Bây giờ bắt đầu nó mới lên màu như này. Những quả nào nó đều hoa trước, nó sẽ lên màu hồng trước. Để được cái vào khuôn này nhiều năm rồi thì chú thấy là cái dòng bưởi đỏ đông cao này, rồi bưởi diễn này, rồi thì thậm chí là bưởi da xanh, phải không? Thế thì chú thấy là cái bưởi nào mình vào khuôn này mình cảm thấy là nó là phù hợp với mình ở đồng đất? Nếu mà để chơi bưởi Tết mà đẹp mà dễ làm ấy thì cái dòng này nó quả nó to. À. Nên là anh vào là nó sẽ thành công, tỷ lệ nó sẽ cao. Ừ. Như cái dòng bưởi diễn mà anh không có kỹ thuật chọn quả là cái tỷ lệ nó sẽ thấp hơn. À, tức là cái khuôn đấy của là nó cũng phải phù hợp. Những cái loại này là cân hơn cân là thoải mái luôn. À thế à. Thế thì từ lúc vào khuôn đến lúc mà thu hoạch được thì nó vào khoảng bao thời gian? Thu hoạch để bán được thì cứ vào hình này thì chắc từ tháng 2 đến tháng 9 là có thể bán được rồi. À, như tầm này mà khách thích là cũng cắt thôi. Tức là ông bưởi đỏ đông cao này là ông vào khuôn là vừa là mẫu mã rồi thì vừa là dễ hơn, phải không? Nó quả nó to. Quả to hơn. Đấy. Năm ngoái toàn cân 7, cân 8 nhiều. Hôm nay Sumago đến thăm cái trang trại của chú, vừa là khách hàng sử dụng sản phẩm Sumago. Chú thấy có hiệu quả, hai nữa là chú lại có nhiều những cái cách làm mới. Hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành. Chú có thể cho bà con biết là cái điện thoại của mình để bà con tiện liên hệ, vừa là có cái kỹ thuật chuyển đổi cũng như là học hỏi những cái kinh nghiệm khác trong cái việc mở rộng thị trường. Số điện thoại của em là 0987 006 785 Bình Giang, Bình Sơn, Lục Nam, Bắc Giang. Rồi, xin chào chú Long nhé. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn chương trình nhé. Rồi.